Sẽ còn một món quà bất ngờ nữa từ phòng trà Đồng Dao gửi tặng đến Văn Mai Hương. Không cho em với cả anh Vũ được nói ạ. Thì chưa, từ từ bây giờ món quà bất ngờ ra xong rồi sẽ đến phiên em. Xin cảm ơn anh Hải và anh Lâm ở phòng trà Đồng Dao rất là nhiều đã tặng cho em một cái bánh rất là xinh nhỉ. Chắc là hình như là 4 năm hát Đồng Dao bây giờ mới được có một cái bánh ạ. Và thực sự thì cảm ơn anh Vũ và Tuấn rất là nhiều. Em rất là bất ngờ về cái bài hát của nó. Vừa nãy đứng trong sân khấu và cứ hát theo và anh cảm ơn hai em rất là nhiều. Hai anh em vừa mới sắp xếp cách đây 10 phút đó ra. Wow, cảm ơn. Cảm ơn. Hát rất là hay. Em là kiểm chứng Hương đứng ở trong. Hương rất là bất ngờ và chị đứng ở đây mà nhìn ra mà chị há hốc mồm lên và rất là hạnh phúc. Và Hương ơi, bây giờ là một bất ngờ đến từ một bài hát rất là dễ thương của anh Tuấn và Vũ rồi. Và một món quà nữa cũng từ phòng trà Đồng Dao. Bây giờ sẽ là một món quà lớn hơn nữa, không chỉ ở một người mà sẽ ở cả một cái tập thể, của một tập thể mà bây giờ thì em hãy cùng nhìn vào trong đây, món quà sẽ được đưa ra đây ngay lập tức. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt nhịp và hát bài Happy Birthday để tặng cho Văn Mai Hương nhé. Mà khi anh phỏng vấn em là anh thực sự rất là ganh tị. Ngoài hai cái ganh tị mà nãy anh nói rồi, bây giờ anh sẽ còn ganh tị thêm nữa. Em đã có 3 món quà bất ngờ đúng không? Bây giờ sẽ thêm một món quà bất ngờ nữa là một bó hoa từ FC của em. Em đoán được trong đây là cái gì không? Cái túi. Biết là cái túi rồi mà ở trong cái túi đó mới là cái quan trọng. Bây giờ em đoán thử đi. Em đoán được trong này là gì? Trước khi mà em mở ra thì em rất là cảm ơn FC. Em mới có một nỗi buồn là mất đi một người bạn thân 13 năm của em. Và đây sẽ thay thế cái bạn thân 13 năm của em. Chưa có ngỡ. Wow. Rồi, bây giờ thì chắc là Hương sẽ phải lau nước mắt để chuẩn bị nhận tiếp một quà bất ngờ nữa. Anh là sự để chia sẻ luôn, anh không biết trong đây là gì. Cho nên là chúc em sẽ về nhà.